Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án LMI nhé. Đây là một cái dự án có tổng cung là khoảng 25.500 đô la. Chúng ta sẽ được 60 LIM token khi mà complete tech. Rep thì được 90. Ủa, sao rep lại được nhiều hơn vậy? Top 500 rep thì sẽ nhận được 90 token và winner là đã 3.500 winner, tức là nó không phải là ai làm cũng được và nó chỉ là 3.500 người may mắn nhất sẽ nhận được nhé mọi người. Đấy, chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ theo dõi Twitter nhé. Theo dõi panel Twitter, truyền lại cái bài viết này. Ở dưới là group. Ôi giời ơi, group sao ông cho tôi nhiều group thế? Tôi đã đầy rồi mà ông còn làm group thế này thì đúng là cứ một lần 4 5 cái group này thì tôi lại đâu. Rồi cho nó mấy cái nhá. Cái này có gì đây? Cái gì? Ủa. Không được hả? Ủa sao vậy? I'm not bot. Đây. Rồi ok, chúng ta phải nói ấn vào am not bot nha mọi người, không nó không cho nó cho a group luôn. Rồi ai đó. Ok, tiếp theo ở bên này thì là thế này mình làm hết rồi, submit thôi. Bên này thì mình làm hết rồi, theo thôi. Check qua cái dự án của nó xem nào. Này hình như là một cái dự án về sàn và cho farm phía các thứ đấy mọi người ạ. Đấy. Chuẩn luôn. Khá là ok. Quét qua qua thôi mọi người nhé. Chúng ta làm free mà, chúng ta cũng không cần phải check nhiều quá đâu. Trừ khi chúng ta đầu tư hoặc mua IDO thì chúng ta sẽ check dự án nhiều hơn nhé. Đôn rồi chạy đi em. Ủa, không chạy luôn hả? Theo dõi chút chờ và dán vào profile. Mọi người sẽ vào profile, copy lại cho mình nhé. Dán vào đây. Dán vào ví BEP 20. Mọi người ơi, chúng ta sẽ sử dụng ví BEP 20 ở trên MetaMask nhé. Đây, mọi người sẽ dán vào đây. Tiếp theo là theo dõi cái hai group này và YouTube thì chúng ta ấn Don nhé. Tại vì là chúng ta theo rồi ấy. Chúng ta sẽ theo dõi cái này, Redchain lại pin ở post hả? Trời ạ, sao mà tắt hết mẹ đi nhỉ? Làm lại từ đầu. Theo cái này, sao Redchain lại pin ở post ở đây? Đây là pin ở post, Redchain ở xong rồi nha. Tiếp theo là Redchain airdrop post. Sao lại dán nó link cho tao? Đây, chúng ta sẽ Redchain cái bài viết này và dán vào link vào cho nó nhé. Like, Redchain with quarter tweet nhé, mọi người. Đây mọi người sẽ ấn vào trend, quay lại mọi người ấn vào view nhé. Chúng ta sẽ copy lấy cái link bài viết này và dán vào cho nó để nó biết là mình đã trend. Ok, như thế là xong nhé. Cái rep link này thì mọi người sẽ ấn vào link lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia. Tiếp theo là các bạn sẽ ấn vào balance để thấy cái token của mình ở đây nhé. Đấy thì bây giờ là mình vẫn balance là không, tại vì là mình chưa biết là mình có trúng hay không á. Mình lọt vào cái top 3.500 thì mình ok, còn top 500 rep thì cũng được 90 đồng. Đấy, winner thì được có 60 đồng thôi. Rep thì nếu mà cộng rep thêm thì các bạn sẽ nhận được 90 đồng nhé. Ok, thì mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Mình cũng check qua qua cũng khá là ok dự án này. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé.